Dạ, kính thưa kính chào quý vị khán thính giả. Hôm nay có một nguồn tin muốn chia sẻ cùng quý khán thính giả trong ngày, đó là tin nóng bỏng, tin của một đoàn khách du lịch từ San Francisco tới qua Thịnh Đốn và họ đã ghé thăm ga xe lửa Union. Nói chung là ga xe lửa bao gồm những cái xe mà chạy dưới đường hầm, không riêng gì xe lửa. Và khi họ ghé tới đây, họ có một thành tích rất bất ngờ. Mời quý vị đón coi. Xin lỗi cô Tám cho biết chỗ này là chỗ nào vậy? Dạ, kính thưa anh Bảy, hôm nay chúng em đi tham quan ở đây là trạm xe bạc của Washington DC, mà chúng em rất hân hạnh tới đây. Không ngờ tụi em apply được cái job là bảo vệ, là security, cho nên bốn tụi em được lãnh bốn cái nón để đứng đội gác cổng đây. Sao thấy có ba hả? Còn Đây, một cô. còn một cô đang làm phóng viên nữa kìa. Cô này đây rồi, bốn. Thấy không? Qua đây nhận được chứ. Nhận được cái chớp. Nhận được chớp thơm. Dạ. Chớp thơm. Rồi đứng được gác tặng cho cổng bốn xe lửa, bốn cái nón. À. Cái này lãnh nón để đứng gác cổng xe lửa cho ngầu. Như vậy chúng tôi thành thật chúng ta thành thật chúc mừng họ, và đây là kết thúc nguồn tin tức hôm nay, nguồn tin của hôm nay. Chúc quý vị một ngày mới an lành, vui vẻ, hạnh phúc. Thank you.